Đây, xin chào quý khán giả của Trâm Official. Là quay clip á. Hôm nay em giới thiệu đi. Hello. Hôm chị Trâm qua, ngủ không được thức sáng đêm, sáng nay mắc giọng luôn. Em xin chào khán giả của chị Hội Trâm Official. Dạ. Đó. Hôm nay thì hôm nay rồi, lấy hình qua tao cho ca mười mười. Hello ca ca. Úi à. Ơi. Cái mặt hay ghét quá hay chồng. Đó, cũng chào má, chào chị. Trời ơi, đây nè, em quay đi cho bạn. Ôi. Ôi ơi. Xuống mà làm công chúa có tóc mà. Tóc cái đồ của tôi. Đầu tóc à. Cái đồ của tôi trời ơi. Cười cái ca. Cười cái này cho mắt em coi cái ca. Ủa nè, thấy không? Nè, cái đồ của tôi nè. Ca ơi. Nhim nhim. Ca. Nhim nhim. Ca ơi. Ca à. Em ơi. Ca ơi. Trời ơi, ông trọng quá lắm, ngồi vô không trọng cái cặp giò. Ca ơi. Đâu cho người gì đâu mà đeo vàng dữ vậy. Ừ. Đây nè, mũi mũi nè. Mũi mũi, hello. Mũi mũi gặp bạn trai chưa? Bạn trai nè. Hả à, mùi mùi sao mà mình đeo vàng dữ vậy hả à, sao mình đeo vàng nhiều quá vậy ừ bớt ủa sao trên đây nó có gì đen đen của em vậy bớt có bớt hả ôi ôi bà mụ đánh dấu hả con này cũng bớt luôn nè ủa vậy rồi ơi mùi... cái mặt anh trọng kìa cái mặt anh trọng kìa cái đồ kìa anh ơi kìa kìa cái gì mà cho có ưa vậy. Vô đi. Dạ, anh chào. Vậy đại sao mơn chồng chị quậy rồi. Chồng chưa em nắm tay mỏi vàng. Nhà nó ngầm là ngay duyên. Con trai nó ra ngầm vậy là đúng đó. Nó không giống như ca ca. Cái đầu hai đứa giống nhau này. Nó chồng quay rồi. Nè bà Tư coi nè, bà mười mũi mới đứng vậy nè. Tập cho ca mười mũi lên. Trời ơi. Ngồi kế vô, ngồi kế vô. Ca ca kìa chồng, cầm ca ca kìa. Trời ơi, ông có ca ca kìa trời ơi. Sao hai ông mặc sụ giống nhau vậy? Hai ông mặc sụ luôn á. Ủa, Lê Anh. Coi nè, sụ y chang luôn. Ủa mà sao ca ca nó trắng dữ trời. Lê Anh ơi, ca ca ơi. Hai đứa nắm tay bạn thôi chứ, bạn đó. Ông Lê nó cười mắc cười quá à. Đây nè, hai bạn mới gặp nè. Đó. Rùng quá hả con, quá hả. Đừng có sầu quá em, đừng có sầu quá. Bà Trần nó vô cạnh bè chờ chế nè. An đưa thêm mũi lên nữa, mấy mũi nữa. Thêm mấy mũi nữa. Rồi, Trần kìa, gái kìa. Mũi ơi. Lê Anh ơi, nhà Lê Anh. Mũi mũi à, lên đây, bên đây. Úi à. Thêm mũi lên nữa. Anh Quang ngồi xuống đi rồi đưa mũi mũi cho anh Quang ôm. Đây. Em mũi luôn, em mũi kìa, em mũi qua đây luôn. Cha ca sao nay buồn vậy con? Đây mũi chính giữa nè. Bạn mà kỳ vậy? Ừ, sướng nha. Đó, à, cái gì vậy? Trời ơi. Hello. Rồi, trời hai mặt ai được. Chồng quay quay giùm mũi. Lê Anh ơi. Có mình coi tôi cười thôi nha. Mùi thôi đồng quá, thấy đồng quá rồi. Thôi nó làm nó ngọt á. Nó đang buồn ngủ đó mà, chỗ này ngủ quá. Cái mặt ông ca ca ông sụ như mặt. Nó buồn ngủ, buồn ngủ. Ờ, tới giờ tao buồn ngủ rồi. Buồn ngủ mà. Đó ngủ chưa lặng giấc gì đó cũng đâu gây đâu. Tại nó vậy đó. Nè, có nè. Nhìn người ta nhìn bà Tư kìa. Nhìn người ta mọc hỏi nè, thấy không? Ca ca cho bà Tư hôn ẩm miếng coi. À, nhìn. Cho ca ca. Bữa nè bà Tư nè, con người ta đeo vàng vậy nè. Còn mình đeo vàng, cất thì trơn. Bà Tư ẩm miếng coi. Nhà này nhà được tặng đó. Ờ thì. Ôi cười ra cười. Đó. Ông bà Tư cười. Bà Tư cười. Ủa, cười sạc sạc suốt ngày à? Chập cho tim tâm. Đúng rồi. Xíu chập chứ giờ điện thoại đâu chập. Tôi đứng rồi. Lê Anh đứng đi con ơi. Im nhất.
đúng rồi, đứng lên không phải tại mặc đồ này nè, em phải mặc quần đùi ra cho nó này. Hai mặt không à, này hai mặt hai đứa không xù. Ý ca ca ơi, gặp bạn không vui à. Lại anh phải phải học ca ca uống sữa nha. Đứng lên con ơi. Hai em mặc ông ấy mắc cười quá. Mùi mùi ơi, trời bên đây mới diễn kiến nè. Con gái ơi. Ừ. Con sao? Sao tóc nó nhiều vậy? Con gái người ta con gái mà. Con gái. Con sao? Trời ơi. À, con quen không? Ừ. Ôi mà cắm tóc của con cũng không ca ca nữa. Mùi mùi cưng ghê. Trời ơi, cái mặt ba tên đoàn này nè chứ ai. Ôi là trời. Bế lên sao bế mùi mùi đỡ tuổi. Còn bế ca ca sao bế mùi mùi không bế như cái bông gòn quá. Lê Hạnh bữa nay mùi ơi. Lê Hạnh nó 7 kg mà nó chắc. Mùi ơi. Thì ca ca không 7 kg nó cũng mới lớn mà. Ê con, bữa sáng lên là nhiêu? 7 kg hả? Chưa tới đâu má ơi. 7 kg mà còn 2 kg ngồi là 8 kg mốt rồi đó. Rồi, đúng rồi, ca ca là anh cả trong nhà này mà. Em không dám cân nên đợi nó phải. Thì giống như được rồi thôi. Cái lúc lúc sanh ra thì ca ca nó cũng nặng ký nhất. Tới lai hình, tới mười muội. Cái gì vậy? Con giúp bà. Gì con? Em ơi. Gì muội? Cái gì vậy? Cái gì? Đi bế khóc qua, nó khóc qua, đừng có chọc nó. Trời ơi, coi, tổ chức nhìn muội muội cười em. tia rồi. Mới nhỏ mà tia rồi. Đây ăn ngoan ngồi xuống ăn ngoan. Rồi ha. Hai đứa sinh ra là một cặp mà trời. Nè, hello con. Đây là Lion. Con là muội muội. Em ơi, mình bớt nhìn mình cười đi, cười hoài luôn. Không có gì có chứ. Cười. Ôi, trời ơi, cười vậy kìa. Lấy cái hình này đi, mai bóp lớn rồi, ai biết đi cua khuê lại. Bế lên cầu, bế lên nào. Ở đây chơi đi, mới nào chứ. Dạ? Chơi nào chị? Lên nào ngồi. Có nhìn mùi mùi cười vậy. Mà cũng đồng tướng đen hơn vậy trời. Sao kỳ vậy? Không, chắc do cà cà trắng quá. Ừ, cà cà trắng thiệt á. Lấy anh ơi. Cà cà mùi ơi. Lên ơi. Cái ca nó đang nhìn đây rồi nè, lên ơi. Nhìn vô nhìn đi. 1 2 3 vô. Lên ơi. Trời ơi trời ơi. Con có tắm hả? Ông ca ca ông nhìn một điểm một à. Mẹ vô đi từ ba. Cái ca là ngoan nhất á. Mẹ ấm mẹ đi. Bây giờ chụp cho. Cái gì con? Quên. Trời ơi sao mà ôm vợ? Nè. Nó lại lớn rồi dễ ôm chết nè, nắp hay nắp của em. Nắp hay nắp của em thôi chứ có gì đâu. Trời. Con cưng buồn ngủ rồi. Rồi sao giờ ông nhắc luôn rồi. Em với là ca bụng lên nhắc cùng luôn á. Ủa mẹ trắng mà sao kỳ vậy? Cái mày chụp sao đen? Thì anh ngồi với ca ca đó, anh ngồi cho ca cái nó lấy tầm ca ca. Trời ơi. Đẹp nè. Vô. Con trai ơi. Trời ơi sao mà biết xài vậy? Ba đứa ơi. Kẹo đi anh nhắn cười tới. Buồn ngủ. Hôm nay buồn ngủ rồi. Ở mùi mùi nhìn lại anh cười kìa. Mùi ơi. Mùi ơi. Mùi kiều rằng quá. Ca ơi. Gặp một đứa nó bị bà bì bẩn đứt lên bờ giống cái cánh rồi nó mỗi đứa mỗi nét. Đúng à, đúng à. Tụi em ngủ hả? Sao cho nó đứng hả? Chân nó sao không? Nó đứng được rồi, nó biết đi được rồi. Cái gì? Ghê vậy? Ở biết đi rồi. Nhanh vậy? Sao mà đi được? Bông gòn rồi. Chắc mà đi được hả mọi người? Đi cái. Nó nhẹ mà giờ cứng ngắt mà giờ đứng ngọt sớt luôn. Cứng lắm. Tức là cứng hơn cái này hả? 2-3 tháng rồi nó bị mấy vậy đó, tự nó gịch lên luôn rồi đó. Nè, má là mũi ơi. Ôi trời bú rồi kìa. Con có chịu hả? Cười. Mấy chai nước. Cười với ba chồng rồi đúng không? Ừ, ba nào ba.
Vô hút nè. Làm gì? Cái chồng ơi. Chồng có nè, chồng. Nắm tay ba. Lên. Trời ơi. Đâu. Trời sống cứng dữ trời. Muội cũng vậy đó. Muội em đưa tay vô là tự bán tay em chéo lên nè. Ủa vậy hả? Ừ. Cho nằm xuống. Lâu rồi, cái này là tháng nay rồi mà. Nè, em bế lên anh đi cho muội nè. Muội là chỉ có đấy là nó. Đây nè. Ôi, lấy lần này thua em rồi. Thua em, thua anh rồi. Đây. Đây nè. Ôi trời ơi. Đổi quân. Không, cái nón của là anh mà. Đây 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 nè. Cái nón của là anh. Khóc rồi, chơi nè, chơi nè. Rồi để xích lại. Nè, lại lên. Thôi 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 thôi. Giỏi nè, giỏi. Lên 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 lên. Một, hai, ba. Lên 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 lên. Ừ, nắm luôn hả? Được, ờ, nó từ đó. Giỏi vậy. Nó từ đó. Ờ. Ờ, chơi. Thôi, em thấy chịu. Nó thích đứng. Rồi. Làm thử coi. Chinh, chinh, chinh. Chinh, chinh, chinh. Nè, cái chân nó chịu không thôi. Có gì bà? Nghĩa là ông này không lười nè. Mười mũi á, lúc đầu là nó đứng trước Kaka luôn. Kaka lười. Em không biết đưa tay. Mà sao biết nó đứng được, cái mình làm. Nắm tay tự động nó mực vậy. Anh đưa tay nó nắm. Tự à, ông này chưa biết nắm luôn mà. Tự nắm là bật vậy luôn á. Tự nắm. Mình phải tập ông này nắm nè. Muội là lâu lắm. Muội là hai. Hai mấy luôn á. Thay thay cái bộ đồ cho mấy em á, mát cơ tươi. Anh Trọng. Muội muội chưa được thơm, mà đã nắm là muốn đứng vậy rồi. Trời giỏi quá. Còn ca ca mình muội ơi. Cậu uống nước anh Trọng. Ừ ừ. Con gái ơi. Thấy không, người ta cạo đầu có mấy ngày thôi, lên tóc tôi tủa đen mấy ngày rồi. Nửa tháng rồi. Cạo có 2 ngày rồi bắt đầu tóc nó phúng ra. Đây không biết sao hôm bữa vậy nè. Tóc ta đen thui gì. Hôm bữa nè. Anh Trọng. Hôm bữa là nó đang ngủ với Lôi này cạo cái nó khóc. Cái mới cạo được có chút xíu là hơi ngưng. Mới ngưng cái kêu hôm mai tôi cạo tiếp thì để cho nó xong. Mai cái quên. Xong hôm sau ra cái là tóc ra muốn ra nữa rồi, cái cơ phải cạo đi chúng tôi cắt ra. Bữa nay lên là anh cắt cách đây chắc khoảng 15 ngày 2 tuần rồi đó. Hôm bữa lên cạo sát rách luôn á. Con đứng đi, con đứng ba dặn á. Chắc có chắc khỏe. Cơ ơi cơ. Cái lại cái. Thôi lấy bộ đồ bộ đi. Bộ đồ bộ. Yes. Hơi trắng người. Ủa hồi nãy có shipper giao được không ta? Nó biết là thấy gọi điện. Em trắng quá. Có đâu giao mấy cái kia nó mình nhận rồi. Ủa sáng shipper có gọi rồi. Gọi cho quen đó, rồi đâu có hay đâu. Xuống thì để lỗi cho tôi. Hay á. Mẹ mới thấy hôm nay mẹ quen không biết chế miếng nước sôi vô cái bỏ vô. Không hả? Không hả? Chế nước sôi thôi, khỏi hâm. Cái gì kìa ca. Bỏ cái máy bên. À đặt lẩu đi. Để chăm bế đi chăm. Tâm đi hâm hâm cho. Tớ bận bận cái máy màu trắng của mình á. Máy nấu á. Máy màu trắng mình nấu nước rồi. Nấu nước rồi. Em ơi, sao em nhẹ nhiều vậy em? Ráng ăn vô nha con, sữa nhiều vô nha. Nó hơi đẹp nhưng mà thịt da nó cứ ngắt à. Mùi đâu có đẹp đâu, người ta em gái mà. Đúng rồi. Rồi được rồi, con tắt đi con.